Trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ bên phía đội bóng Blue Sky họ sẽ bảo vệ cầu thành bên phía tay phải mạnh của chúng ta với trang phục toàn xanh ở hiệp thi đấu thứ nhất. Chặt chập rất quyết liệt, thế nhưng không có tiếng còi của chúng ta trong tình huống vừa rồi. Một sự cố gắng cho hệ thống phòng ngự mà bên phía đội bóng Blue Sky đã tạo ra. Đây sẽ là cơ hội sút xa. Một sơ phẩm qua đà bàn dành cho cầu thủ đang xuất hiện trên màn của chúng ta. Bên phía đội bóng FC Thống Nhất ngừng để có thể mở tỷ số cho trận đấu em này. Chúng ta sẽ được xem lại pha bóng này. Cơ hội để mở tỷ số cho FC Thống Nhất với pha lập công của cầu thủ mang số 10. Chặt chập rất quyết liệt đến từ vị trí của thủ sóc. Quyền sóc bóng vẫn đang thuộc về các cầu thủ bên phía Thống Nhất FC. Lamoric. Pha phối hợp rất nghiện dành cho các cầu thủ áo trắng. Tiếp tục là Lamoric. Đường truyền mở biên khá thoáng. Khoảng trống. Quyết định chính ngay. Cơ bản. Đang là những pha bằng bậc đậm nhã dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Blue Sky. Đường truyền vào khu vực trung lộ. Pha xoay sở. Nỗ lực của Abo. Anh Bo đã để mất bóng và mở ra cơ hội dành cho Ngọc Sang. Chưa bao. Cơ hội tiếp theo. Vẫn không có bàn thắng dành cho Ngọc Sang ở trong tình huống đối mặt. Đá phạt hàng rào dành cho Lamoric. Một cái chân trái đang chờ sẵn với một quyết định sút thẳng vào cầu môn của đối phương. Đôi chút có những sự thoải mái để có thể phối hợp và mở ra những tình huống tấn công tốt nhất về phía khung thành của đội bóng áo xanh. Đây sẽ là cơ hội lên bóng tấn công tiếp theo. Ngọc Sang chọc khe. Lần này thì Ngọc Sang đã không thể vượt qua được và bắt bài của Khoa Múc. Không phải đó là tình huống bắt bài của anh Bo. Đúng hướng di chuyển của Ngọc Sang. Đáng tiếc là đường truyền nó đi hơi mạnh và cũng đôi chút khó để cho đồng đội có thể đón được bóng. Cơ hội lên bóng cho các cầu thủ áo xanh Blue Sky. Blue Sky FC làm gì đây? Xuất sắc. Cơ hội cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất dứt điểm cơ bao. Và xử lý khéo léo của thủ sóc. Lamoric. Chọc khe. Cơ hội đấu bằng người cơ bao. Đường truyền bị bắt bài. Cơ hội tấn công cho các cầu thủ bên phía FC Thống Nhất dứt điểm mà cơ lý cẩn thận. Và điều đó đã giúp cho bên phía FC Thống Nhất lại có được một bàn thắng nữa trong trận cầu ngày hôm nay. Một pha bác bài quá nhanh và bước tốc rất tuyệt vời, cũng như là mang đến một cú dứt điểm cuối cùng hoàn toàn chính xác. Và chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một cơ hội dành cho Tuấn Dũng FC Thống Nhất. Và đây sẽ là cơ hội đường truyền dài. Bóng đến chân của Tuấn Dũng. Vẫn đang là cầu thủ mang số 8. Đi bóng đột phá và tìm cái khoảng trống để phối hợp với đồng đội. Cơ hội cơ bao thắng. Sự kiện tấn công vẫn đang được liên tục tạo ra. Và lại một lần nữa lưới của các cầu thủ bên phía Blue Sky đã phải rung lên một lần nữa. Đó là cơ hội lập công của Ngọc Sang, cầu thủ mang số 9 trong đội hình của FC Thống Nhất vào thời điểm lúc này. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống phối hợp nhanh ở trong quả đá phạt góc vừa rồi. Lamoric vẫn có dấu giày ở trong tình huống đó, mang đến bàn thắng cho trận cầu ngày hôm nay. Một pha xử lý kỹ thuật. Một pha xử lý kỹ thuật quá chất lượng cho các cầu thủ bên phía đội bóng Blue Sky. Và đó là cầu thủ áo số 10 Hưng Vũ. Hưng Vũ bên phía đội bóng Blue Sky đã có được một pha lớp bóng qua đầu rất điều nghệ. Và một cảm giác bóng quá tốt và chất lượng của cầu thủ này đã giúp cho đội bóng xanh có được bàn thắng để rút ngắn tỷ số. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bây giờ thì bên phía đội bóng xanh đang tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Pha tranh chấp và nỗ lực đột phá của người rất hay của Ngọc Sang. Và đây sẽ là cơ hội tấn công tiếp theo cho FC Thống Nhất dứt điểm ở góc gần. Bàn thắng thứ tư quá nhanh chóng cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu đầy chất lượng. Và đó là bàn thắng thứ hai của số 8 Tuấn Dũng bên phía đội bóng FC Thống Nhất trong trận đấu này. Tại cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Đáng tiếc là chưa có một đường truyền tốt dành cho Ngọc Sang.
Thế nhưng sau đó thì không phải chờ đợi quá lâu khi mà đây sẽ là một cơ hội đối bằng. Bóng đến chân của Nhân Miêu. Vẫn đang là sự cố gắng của các cầu thủ Blue Sky FC mất bóng nguy hiểm. Cơ hội cho FC Thống Nhất vượt qua bàn đánh hay. Bàn đánh hay. Ngọc Sáng làm gì đây? Và đã làm rất tốt trong tình huống vừa rồi để mang đến bàn thắng tiếp theo cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Một trận đấu gần như là có đôi chút một chiều dành cho các cầu thủ áo trắng. Kìa mà đây là bàn thắng thứ hai của Ngọc Sáng để nâng tỷ số lên thành 5-1 cho cuộc đối đầu ngày hôm nay. Tiếp tục là Khoa Mướp. Chuột Mickey. Nỗ lực đảo chân của Chuột Mickey đã có tình huống té ngã và tiếng còi của trọng tài cũng đã ba lên là penalty. Liệu sẽ có bàn thắng cho Chuột Mickey không? Một pha dứt điểm hoàn toàn chính xác của cầu thủ số 8 Chuột Mickey để có thể tiếp tục gia tăng cách biệt về mặt tỷ số. Tỷ dường vẫn không thể cản phá được khi mà bóng đã đi vào góc quá hiểm với lượt sút cực căng. Anh Huy đã không có được một khoảng không gian thoải mái nhất để có thể xử lý bóng. Quyết định xuống sân. Cơ hội dứt điểm từ xa dành cho Chuột Mickey. Bên phía đội bóng xanh đang thực hiện khá nhiều những tình huống xuống xa. Cơ hội không bóng. Hoàng đường chuyền trong cao, cơ hội rất hay cho tình huống phối hợp của các cầu thủ bên phía đội bóng xanh. Dứt điểm liền cao vào. Rất nhiều những đường chuyền dài lên phía trên dành cho Nhật Miêu, cầu thủ màu số 69 bên phía đội bóng Blue Sky. Còn đây sẽ là pha đáp trả của các cầu thủ bên phía đội bóng Sài Gòn Nhân. Cao vào. Anh đã cực kỳ điềm tĩnh để có được một pha bóng lao ra kịp lúc. Cơ hội trong kẹo khá hay cho các cầu thủ FC Thống Nhất. Cơ hội đột phá, một quyết định xuất xa của Khoa Mức. Sự kẹp tấn công vẫn đang được bên phía Blue Sky tạo ra. Và đây là cơ hội. Thế nhưng lúc này tiếng còi chúng ta đã vang lên và một cái chỉ tay vào chấm penalty. Đội bóng xanh. Và cầu thủ này cũng đã thực hiện thành công ứng trong quả sút penalty của mình vào khoảng thời gian nghỉ lâu. Cầu thủ mà số 8 của đội bóng Blue Sky sẽ là người thực hiện quả đá phạt hàng rào. Góc sút rất toáng và ngay lập tức giúp cho hàng đằng mang đến sự nguy hiểm. Quả mốc đã bị bắt bài ở trong tình huống chuyền bóng của mình. Và đây sẽ là cơ hội dành cho Nghiệp cùng với các đồng đội bên phía đội bóng Blue Sky. Bóng đánh hai cơ hội đối bằng cơ bóng. Cơ hội sút bồi sau đó cũng chưa thể giúp cho bên phía đội bóng Blue Sky. Những tình huống phối hợp rất khéo léo và nghĩ cho các thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Và đây sẽ là cơ hội mở ra cho Nhật Miêu. Nỗ lực lên bóng tấn công cho các thủ bên phía đội bóng xanh. Đường chuyền trong kẹo. Và mở biên khá hay Nhật Miêu. Chưa thể có được một pha tung chân dứt điểm tung. Cơ hội dứt điểm ngay không bao. Vị trí của Ngọc Sang. Và đây đang là Tuấn Dũng. Đi bóng vào trung lộ. Vẫn đang là số 8. Lan Moritz đối mặt. Lan Moritz cầm bóng. Khá nhiều những cầu thủ thuận chân trái trong đội hình của FC Thống Nhất đang có được. Cơ hội xuống sân. Sĩ Hùng. Phật bóng dài. Đường chuyền đầu tiên cho Sĩ Ân, cho Kim Quy. Vẫn đang là quyền kỳ sạc bóng dành cho các thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Một tình huống mở biên rơi khoảng không gian rất trống trải cho thủ sông. Và đây sẽ là bàn thắng tiếp theo. Bàn thắng là điều đã được dự đoán trước dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất ở trong tình huống vừa rồi, khi mà đã phối hợp và đạp nhà với nhau quá chất lượng và khiến cho hàng thủ của Blue Sky gặp khá nhiều bế tắc cũng như là những sự khó khăn để kéo giãn nhân sự. Và theo kèo 1-1. Đường chuyền mở biên đầy ẩn ý của Nhân Râu. Gọi lên bóng cho các cầu thủ bên phía bóng Blue Sky. Chưa thể có tình huống ập vào và sút bội. Một pha đổ người cản phá tốt của Thiên Phong. Và đây sẽ là cơ hội cho Đăng. Chưa thể dứt điểm.
Lan Moric, 2-2. Tốc độ nhanh của Văn Dũng vẫn còn kịp để cứu bóng. Tuyển ai? Lan Moric cơ vào. Tủ sốc, 3-2, 3-4. Cơ hội quyết định xuất sắc. Một cơ hội đã bị bỏ lỡ. Và phân bóng dài, không thể vượt qua được tủ sốc. Và đây sẽ là cơ hội 3-2. Bắt bài tốt đến từ vị trí của Nghiệp. Đường chuyền nhanh của Sĩ Hùng. Hạng đẳng áp sát rất nhanh chóng đến từ Quang Búp. Khoảng trống cho Kiếp Quý. Hat-trick dành cho cầu thủ số 10 bên phía đội bóng sân Blue Sky FC. Và đó là số 10 Kiếp Quý. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống mà Blue Sky đã cho thấy được sự quyết tâm của mình. Họ đã áp sát và đoạt được bóng rất nhanh ở khu vực trung lộ. Có được một tình huống đối bằng và những điểm thành công về việc công thành đối phương. Và rút ngắn tỷ số xuống còn 3-7. Cơ hội tấn công tiếp theo và là một bàn thắng nữa dành cho Blue Sky. Trên bảng chúng ta vẫn đang xuất hiện cầu thủ ba số 10. Và chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-7. Một pha bóng mà Lan Moric đã chơi không chắc ăn ở khu vực sân nhà. Cơ hội vẫn đang thuộc về các cầu thủ bên phía đội bóng FC Thống Nhất. Dứt điểm kỹ thuật cơ bầu. Ngọc Sang cơ bầu. Đường chuyền dài. Cơ hội dành cho Bảo Anh Huy. Thế nhưng trong pha bóng Khánh Phạm vẫn đang là cầu thủ 3 số 4 qua được hai cầu thủ bên phía đội bóng Blue Sky. Nỗ lực dành cho các cầu thủ bên phía Thống Nhất. Tủ sốc dứt điểm cơ bầu. Anh đã không thể chiến thắng được thủ môn Thông Mèo. Cơ hội bắn công và vào. Những pha bóng la bầm và cuối cùng thì bóng cũng đã nằm gọn trong lưới của đội bóng Blue Sky. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đầu tiên là cầu thủ mà số 17. Sau đó là cơ hội được trao cho Văn Dũng với một pha dứt điểm đưa bóng chạm đến hai cột. Tủ sốc. Phản quả người và đi bóng vào trung lộ. Sau đó là một cú dứt điểm. Đứng trước bóng đang là những cầu thủ có khả năng sút phạt tốt bên phía đội bóng Blue Sky. Đó là Hưng Vũng. Nỗ lực đánh đầu cú bóng và mang đến cơ hội tấn công cho các cầu thủ bên phía đội bóng Blue Sky. Anh Huy. Và đi bóng đột phá của Ngọc Sa. Xuống xa khá vào. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Lỗi cao chân quá nguy hiểm. Và lúc này thì tiếng còi của chúng ta cũng đã chính thức vang lên để khép lại buổi đấu giàu giữa hai đội bóng FC Thống Nhất và Blue Sky FC.